Onana hùng hổ mắng mỏ Mark White vì sai sót trong phòng ngự. Tân binh Andre Onana đã tỏ thái độ bất bình và tức giận đối với đồng đội Harry Maguire ở trận giao hữu MU thua ngược 2-3 trước Dortmund sáng ngày 31 tháng 7. Vụ việc đáng tiếc xảy ra ở đầu hiệp 2 trong trận đấu giữa MU với Dortmund. Trước đó, thủ thành Andre Onana đã vào sân thay Tom Hinton. Trước khi rời sân nhường chỗ cho Evan ở phút 61, Maguire đã mắc sai lầm. Cụ thể, trung vệ người Anh có đường truyền lỗi dẫn đến pha phản công nguy hiểm của Dortmund. May mắn là MU không thủng lưới ở tình huống này vì Onana xuất sắc bay người cản phá cứu thua sau pha dứt điểm chim hiểm hóc của Sebastian Holler. Sau khi giúp quỷ đỏ tránh khỏi bàn thua, thủ môn người Cameroon hùng hổ chạy về phía Maguire. Trong cơn giận dữ, Andre Onana trợn mắt và chỉ trích gay gắt cựu thủ quân MU. Có lẽ nhận thấy người đồng đội mới nói đúng nên Maguire chỉ còn biết ngậm ngùi. Việc Maguire mắc sai lầm là chuyện thường thấy ở hai mùa giải gần nhất tại MU. Trước khi mùa giải mới 2023-2024 khởi tranh, anh đã bị thức băng đội trưởng câu lạc bộ. Còn với Onana, anh đang thể hiện tốt vai trò ở MU, từ chuyên môn cho tới cách cư xử với những người xung quanh. Theo quan điểm của huấn luyện viên Ten Hag, sự xuất hiện của tân binh Onana sẽ cho phép Quỷ Đỏ thành Manchester thay đổi cách chơi. Andre là một thủ môn tuyệt vời và có cá tính độc đáo. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Với Andre chắc chắn có điều gì đó sẽ thay đổi trong lối chơi của chúng tôi